Chào tất cả mọi người, mình sẽ đến nhanh với tình hình dịch Covid tại tỉnh Bến Tre. Tính đến chiều ngày hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2021 có những nội dung như sau. CDC Bến Tre phát đi thông báo sau khi phát hiện thêm 2 ca dương tính liên quan đến chợ phường 5. Bến Tre dỡ phong tỏa một phần ấp An Mỹ, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Một người dân huyện Bình Đại đã gửi 1 tấn rau củ lên thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân trong mùa dịch. Và những hình ảnh của người dân thành phố Bến Tre nghiêm túc thực hiện trước cái ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Bến Tre. Và thông tin một số ca dương tính tại Bến Tre tính đến chiều ngày hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2021. Và để bắt đầu thông tin chi tiết, mình xin mọi người cái đăng ký bên dưới để mình sẽ cung cấp hình ảnh thông tin sớm nhất cho mọi người về tình hình Covid tại tỉnh Bến Tre nha. Đầu tiên là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre phát đi thông báo sau khi có 2 ca dương tính là 2 chị em ruột bán khoai ngay chợ phường 5. Thì qua điều tra lịch trình của 2 ca bệnh này đã đi đến các địa điểm tham quan thời gian như sau. Thì từ 3 giờ đến 4 giờ chiều ngày 7 tháng 7 có đến nhà thuốc Sông An ngay vòng xoay chợ ngã 5. Từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều ngày 9 tháng 7 có đến phòng khám thuốc EBS Shop tại phường 7. Từ 1 giờ trưa đến 1 giờ rưỡi trưa có ngày 10 tháng 7 có đến phòng khám thú y Ánh Dương ở phường Phú Khương. Thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre cũng xin thông báo những ai có đến những địa điểm trong khung thời gian trên hãy liên hệ đến các cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn. Bến Tre hôm nay cũng dỡ phong tỏa một phần ấp An Mỹ, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Khu vực cách ly này là diện tích có 5.000 m2, bao gồm 15 hộ và 48 nhân khẩu. Thời gian cách ly tính từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 7 thì Bến Tre đã dỡ phong tỏa khu vực này. Thì vừa qua bến huyện Bình Đại cũng đã gửi 1 tấn rau củ lên Sài Gòn để hỗ trợ người dân mùa dịch. Thì nhờ rau củ này là được gửi đến chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó chùa Long Phước đã chuyển sang sẻ cái này lại cho các nhà trường. Thì nhà trường cảm thấy đây là một việc rất là có ý nghĩa. Thì các giảng viên trong nhà trường đón nhận phần rau củ này nhưng mà chia sẻ lại cái phần rau củ này cho các giảng viên đang nằm trong khu vực cách ly hoặc là phong tỏa. Dù ngày mai mới là ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ Chính phủ đối với thành phố Bến Tre nhưng mà người dân vẫn nghiêm túc thực hiện đóng cửa rất là sớm. Các hàng quán, các cơ sở kinh doanh đã đóng cửa. Ngay cả chợ phường 2 cũng đã đóng cửa. Thì các bạn nhìn thấy đó, thì ngay cả ở dưới Mỏ Cày người dân cũng đã đóng cửa một số hàng quán. Và thông tin cuối cùng là thông tin tình hình các số ca dương tính tại tỉnh Bến Tre. Thì CDC Bến Tre vừa có thông tin về các số ca dương tính tính đến ngày hôm nay. Thì Bến Tre ghi nhận hôm nay là 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó là Ba Tri 4 trường hợp, Bình Đại 1 trường hợp, Dòng Trơm 6 trường hợp và 4 trường hợp tại phố Bến Tre. Thì trong tổng số mẫu xét nghiệm là 7.496 mẫu, số trường hợp phải đưa vào điều trị là 133 trường hợp, số trường hợp đã xuất viện rồi là 20 trường hợp, số trường hợp đang điều trị là 113 trường hợp. Em cũng xin kết thúc thông tin của ngày hôm nay tại đây. Mọi người nhớ cho mình một cái đăng ký, một cái chia sẻ để mình sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất về tình hình Covid của Bến Tre đến với mọi người nha. Tạm biệt, chào tạm biệt mọi người.